có bàn tay của Sư Trạng Đông và kính mời Sư Trạng Đông ôn bài. Sa thú lành thai, con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn cô Cẩm Vân đã thọ trì tâm quy và ngũ giới. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Tâm Mát Chá Rí, cô tu nữ Nhân Pháp. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc kệ câu pháp cú số 228. Ná cha hú ná cha phá viết xá tí ná chê tá ra hí viết xá tí ê căng tăng niềm lý tô bô sô ê căng tăng hòa bá sàng xí tô. Mình đọc lớn chút nha. Ná cha hú ná cha pha viết xá tí ná chê tá ra hí quýt chá tí ê căng tăng nìn đi tô bô sô ê căng tăng quà bá sẵn xí tô. Ná cha hú ná cha pha viết xá tí ná chê tá ra hí quýt chá tí ê căng tăng nìn đi tô bô sô ê căng tăng hòa bá sằng xí tô. Xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này, người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na cha hú na cha pha viết sa tí na chê ta ra hi huynh cha tí ê căng tăng niềm đi tô bô sô ê căng tăng qua ba sằng si tô. Nói vừa cũng bị chê cười, nói ít vẫn bị miệng người thế gian. Tuy nhiên định luật bất toàn, không đâu có kẻ được hoàn toàn khen. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Sa thú kính cảm ơn Sư Trạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ông bài pháp cú số 228. Ná cha hú ná chá bá viết xá tí ná chê tá ra hí viết chá tí ê cam tăng nhìn đi tô bồ sô ê cam tăng hòa bá xâm xí tô. Ná cha hú ná chá bá viết xá tí ná chê tá ra hí viết chá tí ê cam tăng nên lý tô phô sô ê càn tăng hòa bá sang trí tô. Ná cha hú ná chá bá viết xá tí ná chê tá ra hí viết xá tí ê càn tăng ní nên lý tô phô sô ê càn tăng hòa bá sang trí tô. Xưa vị nay và nay đâu có sự kiện này, người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nói vừa cũng bị chê cười, nói ít vẫn bị miệng người thế gian. Tuy nhiên định luật bất toàn, không đâu có kẻ được hoàn toàn khen. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong và mến mời bằng tay của Pháp Nguồn Lào Cai Sittina, cô tư nữ Tuệ Duyên. Và kính mời quý vị nha. Mời quý vị đâu hết trơn rồi, đưa bàn tay lên và mến mời Xích Nguồn Lào Cai. Dạ con xin thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Dạ con xin phép được đọc và ôn bài 228 ạ. Câu pháp cú.
Cảm ơn cô Dạng Đông cho biết tín hiệu và bốt bài ạ. Dạ. Con xin phép được đọc. Na cha hu na cha pha vi sa ti na che ta ra hi vi cha ti e can tăng nên đi tổ bồ sô e can tăng qua pa sang si tổ na cha hu na cha pa vi sa ti na che ta ra hi vi cha ti e can tăng nên đi tổ bồ sô e can tăng qua pa sang si tổ na cha hu na cha pa vi sa ti na che ta ra hi vi cha ti e can tăng nên đi tổ bồ sô e can tăng qua pa sang chi tổ si tổ xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này người hoàn toàn bị chê người trọn vẹn được khen. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Nói vừa cũng bị chê cười, nói ít vẫn bị miệng người thế gian. Tuy nhiên định luật bất toàn, không đâu có kẻ được hoàn toàn khen. Bản dịch của Hòa thượng Giới Đức. Đã con xin phép được kể ạ. Na cha hu na cha pa vi sa ti na che ta ra hi vi cha ti e ka tăng nin di to po so e ka tăng qua pa sam ji si to na cha hu na cha pa vi sa ti na che ta ra hi vi cha ti e can tăng nin di to po so e can tăng qua pa sam si to na cha hu na cha pa vi sa ti na che ta ra hi vi cha ti e can tăng nin di to po so e can tăng qua pa sam si to. Xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này người hoàn toàn bị chê người trọn vẹn được khen. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Nói vừa cũng bị chê cười, nói ít vẫn bị miệng người thế gian. Tuy nhiên định luật bất toàn, không đâu có kẻ được hoàn toàn khen. Bản dịch của Hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc và kể xong, con xin được nhường mic cho đạo tràng ạ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 228. Na cha hu na cha pa visati na che ta ra ha hi vichati e kang tang nin di to po so e kang tang wa pa sang si to. Na cha hu na cha pa visati na che ta ra hi vichati e kang tang nin di to po so e kang tang wa pa sang hi to. Xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này người hoàn toàn bị chê người trọn vẹn được khen. Của Hòa thượng Thích Minh Châu. Na cha hu na cha pa visati na che ra hi vichati e kan tang nin di tu po so e kan tang wa pa sang si tu. Na cha hu na cha pa visati na che ta ra hi vichati e kan tang nin di tu po so e kan tang wa pa sang si tu. Nó cũng bị chê cười, nó ít vẫn bị miệng người thế gian. Tuy nhiên định luật bất toàn, không đâu có kẻ được hoàn toàn khen. Của Hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng ạ. Con kính mời vị kế tiếp.
Cô tu nữ tuệ duyên, cô tu nữ dài, mời mời Quang Thanh đi, mời Sít Quang Thanh lên kể. Dạ, kính mời cô tu nữ tuệ duyên nha, Sít Quang Thanh nha, kính mời. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và Đại Đức Tịnh Đạt và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể quý đạo hữu trong Zoom. Con xin đọc bài câu Pháp cú 228. Na cha hu na cha pha huy sa ti na chê ta ra hi quích cha ti e can tăng nin đi tô bồ sô e can tăng qua ba sang si tô na cha hu na cha pha huýt sa ti na chê ta ra hi quích cha ti e can tăng nin đi tô bồ sô ê can tăng qua ba sằng si tô. Xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này, người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con thiên kệ. Na chao na chao pha quýt sa ti na chê ta ra hi quýt cha ti e can tăng nin đi tô e can tăng nin đi tô bô xô e can tăng qua bà sang si tô na cha hu na cha pha huýt sa ti na chê ta ra hi quýt cha ti e can tăng nin đi tô bô xô e can tăng qua bà sang si tô. Nói vừa cũng bị chê cười, nói ít vẫn bị miệng người thế gian. Tuy nhiên định luật bất toàn, không đâu có kẻ được hoàn toàn khen. Đấy của dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con xin gửi lại cho cô. Con kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Dạ sa thú cảm ơn Quang Thanh. Dạ, cô tu nữ Tuệ Duyên ơi, hết nghe rồi. Cô ơi, mời cô trở lại nha. Lô lô, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đạo tràng có nghe âm thanh Tuệ Duyên chưa ạ? Dạ, cảm ơn Rằng Đông. Dạ, bây giờ bắt đầu Tuệ Duyên kể nha. Na cha hu na cha pha vi sa ti na chê ta ra hi vi cha ti can tăng nên đi tô bồ xô e can tăng qua bà san si tô na na cha hu na cha pha quý sa tí na chê ta ra hi quý cha tí e can tăng nin đi tô bồ sô e can tăng qua bát tăng si tô. Xưa vị lai và nay
đâu có sự kiện này, người hoàn toàn bị, người trọn vẹn được khen. Khổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu, nói vừa cũng bị chê cười, nói ít vẫn bị miệng người thế gian. Tuy nhiên định luật bất toàn, không đâu có kẻ được hoàn toàn khen. Dạ, phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, chắc thăm má số khác cũng chạy vô chạy ra hoài. Dạ, bây giờ đã tín hiệu của Thanh Thị Thủy. Dạ, mời Thanh Thủy ạ. Dạ, kính cảm ơn cô Tòa Duyên. Dạ, con Thanh Thủy, con kính lễ Chư Tôn Đức Văn Ni. Kính chào quý đạo hữu. Cảm ơn Sảnh Đông biết tín hiệu ha. Dạ, con xin ôm câu Pháp Cú 228. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Natcha hunacha pavisati Natche tarahi vichati Ekantang nindito poso Ekantang wa pasang sito Natcha hunacha pavisati Natche tarahi vichati Ekantang nindito poso Ekantang wa pasang sito Natcha hunacha Pavisati Natche tarahi vichati Ekantang nindito poso Ekantang wa pasang sito Natcha hunacha pavisati Natche tarahi vichati Ekantang nindito poso Ekantang wa pasang sito. Xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này, người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Bản dịch của người Phật Thượng Thích. Nói vừa cũng bị chê, nói ít vẫn bị miệng người thế gian. Tuy nhiên định luật bất toàn, không đâu có kẻ được hoàn toàn khen. Bằng phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã ôn bài xong, con kính xin đạo tràng. Sau đây con kính mời Thăm Má Cha Lý. Dạ, thấy bàn tay của cô tu nữ Thăm Má Cha Lý, dạ mời cô nha. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Thăm Má, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ xin hỏi quý vị cho biết có nghe rõ không ạ? Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ cảm ơn cô Thăm Quý, cảm ơn cô Tuệ Duyên. Dạ con Thăm Má Cha Lý kính đảnh lễ thượng Phật Minh Hạnh, kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đa Khung Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô Tuệ Duyên. Dạ cảm ơn cô Công Thăm đã cho biết là nghe rõ, cảm ơn cô Nhận Đông Hoa Phước Bà. Dạ sau đây con xin phép được trả bài một Pháp Cú Kinh 228 ạ. Na cha bu na cha pa vi sa ti na che ta ra hi vi cha ti e can tang hi vi to bo so e can tang qua pa sa si to na Na cha hu na cha pha vi sa ti Na che ta ra hi vin cha ti E can tang in di po bo so
Dư sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 229. Dạ cảm ơn cô Rạng Đông cho bài học. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bươn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Hữu sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vị nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ đạo tràng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 229. Chư pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Để con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bích Tha Dạ. Dạ con thấy tín hiệu của sư rồi. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bích Tha Dạ. Dạ quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ Nam Mô Bích Tha Dạ. Con kính kính lạy chư Tăng chúng con minh hành cùng quý vị đang có mặt diễn đàn Pháp Quốc Kinh. Dạ cảm ơn quý vị, cảm ơn cô Như Pháp, cảm ơn cô Rạng Đông. Dạ hôm nay ngày thứ sáu, diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú số 229. Bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư, con xin thành kính đảnh lễ chư tăng và kính chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú số 229. Số 229 có nội dung như sau: Yên che quyên nhu pa sang san ti, ano quyên cha su về su về,
Achinda vô tình mê tha huynh Bánh nhà si la sa mai tăng Yán chê huynh nhu pa sang san ti Anu huynh cha su huê su huê Achinda vô tình mê tha huynh Bánh nhà si la sa mai tăng Sáng sáng thẩm xét kỹ Bậc có trí tán thán, bậc trí không tì vết, đầy đủ giới định tuệ. Sáng sáng thẩm xét kỹ, bậc có trí tán thán, bậc trí không tì vết, đầy đủ giới định tuệ. Bản biệt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Cũng như bản biệt ngữ của Ngài Giới Đức. Hoàn toàn bị chúng chê dèm, hoàn toàn chẳng có khen luôn chê hoài. Trí nhân thẩm xét hàng ngày, khen bậc giác hạnh đủ đầy uy nghi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giác. Dạ, tiếp theo sau thì ta sẽ nghe câu Việt ngữ của ngài Indachana Chánh Thân bằng văn xuôi. Sau khi xem xét ngày ngày, những người tri thức ngợi khen vì có hành vi không bị sức mẻ, sáng suốt, được đầy đủ trí tuệ và giới hạnh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 229 này. Dạ, câu đầu tiên. Danh chê huynh nhu pa sang san tí. Danh chê huynh nhu pa sang san tí. Danh chê là văn cộng với chê. Văn là vị ấy. Vị nào? Chê quả thật. Huynh nhu. Huynh nhu là những người trí thức. Những người trí thức. Ba sang san tí. Ba sang san tí là ngợi khen. Ngợi khen. Danh chê huynh nhu pa sang san tí. Câu thứ hai. Anu huynh cha su huê su huê. Anu huynh cha su huê su huê. Anu huynh cha su huê su huê. Ở đây thì chúng ta có cái từ là anuvicca là biết rõ. Biết rõ. Suve là suve cái nghĩa riêng đó là ngày mai. Nhưng mà khi mà được xài chung suve thì nói là hàng ngày. Su quê được lặp lại hai lần
là hàng ngày. Câu thứ ba, Achitta Wutting Metawin. Achitta Wutting Metawin. Achitta, Achitta, Achitta Wutting. Achitta Wutting, chúng ta có cái từ là ná cộng với lại là Chitta Wutti. Chitta Wutti là cái đời sống hay là cái hành vi lỗi lầm. Và có cái phủ định ở cái vế từ cái từ ngữ phủ định đó là không. Cho nên cái tùm từ này chúng ta có cái nghĩa đó là có cái đời sống hoặc là có cái hành vi không lỗi lầm. Có đời sống hoặc có hành vi không lỗi lầm. Achitta Wutti Metawin có nghĩa là sáng suốt. Metawin sáng suốt. Câu cuối cùng, Panya Sila Samahitam. Panya Sila Samahitam. Chúng ta có cái cụm từ Panya rồi si lá rồi Samahitam. Panya là trí tuệ, si lá là giới hạnh, giới đức. Samahitam, Samahitam là đầy đủ, được đầy đủ. Như vậy chúng ta có cái từ Panya Sila Samahitam là vị được đầy đủ trí tuệ và giới hạnh. Panya Sila Samahitam. Vậy như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 229 này. Ở đây xin tóm tắt lại một tí xíu, đó là cái trong cái câu Pali này, cái bài kệ này thì chúng ta thấy rằng Winyu là những cái bậc trí thức sau khi xem xét hàng ngày đó. Bát Sang San Tí là tán thán. Tán thán ai? Tán thán vị nào văn mà cái vị đó có những cái phẩm chất, những cái phẩm hạnh là Achitta Wutti, là Metawin, là Panya Sila Samahitam. Tức là cái vị đó có cái hành vi, cái vị nào có cái hành vi không lỗi lầm thì được những bậc trí thức khen ngợi. Cái vị nào có cái trí tuệ sáng suốt, có cái sự sáng suốt là được các bậc trí thức khen ngợi. Cái vị nào có được trí tuệ, có được giới hạnh, được tròn đầy thì được các bậc trí thức khen ngợi. Thì ở đây cũng không có ngoài cái ý nghĩa đó là những bậc đã tròn đủ về cái mục đích tối thượng, phạm hạnh đã diệt trừ các phiền não. Như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 227 này. Và một lần nữa thì câu kệ ngôn pháp cú số 229, dạ xin lỗi quý vị, 229 có nội dung như sau. Danh chê quyên nhu ba sàng sàm ti Anu quyên cha su quê A chiên đa vô tình mê ta quyên Panya Sila Samahitam. Sáng sáng thẩm xét kỹ bậc có trí tán thán, bậc trí không tỳ vết, đầy đủ giới định tuệ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và tiếp theo sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự, cái nguyên nhân mà Đức Phật Ngài nói lên câu kệ ngôn này. Thưa quý vị, câu kệ ngôn số 229 liên quan đến cái tích chuyện duyên sự của một người, một nhóm thiện nam, một nhóm anh cư sĩ, và cái người trưởng nhóm tên là Atula. Và câu kệ ngôn số 229 này là một trong bốn câu kệ ngôn thuộc về nhóm bốn câu kệ ngôn liên quan đến cái tích truyện duyên sự này. Đây là câu kệ ngôn thứ ba trong nhóm bốn câu kệ ngôn mà chúng ta đang học cái tích truyện duyên sự. Thì như vậy thì đối với cái duyên sự này chúng ta đã được nghe hai lần rồi, lần này lần thứ ba, và ngày lần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe lại một lần nữa. Như vậy chúng ta sẽ có được cái cơ hội được nghe đi nghe lại nhiều lần, cũng như là được nghe cái cách giảng dạy, dẫn chứng và phân tích khác nhau của tùy theo những cái vị giảng sư. Đó là một cơ hội rất là quý giá để chúng ta học được nhiều cái bài học cùng chung một cái nội dung. Dạ, cảm ơn cô Như Pháp. Quý vị quan hỷ, quý vị cập nhật dùm cho cái tín hiệu, bởi vì tình bạn đang sử dụng một cái tín hiệu wifi ở nơi khác, cho nên không biết có ổn định hay không. Dạ, cảm ơn cô Quang Thanh. Câu kệ ngôn pháp cú số 229 nằm trong nhóm 4 câu kệ ngôn pháp cú liên quan đến cái tích chuyện duyên sự. Một nhóm thiện nam cư sĩ với cái anh trưởng nhóm tên là Atula. Tình đạt cố tình đọc như vậy để cho chúng ta đừng có bị nhầm lẫn với một cái danh từ chỉ cho một cái hạng chúng sinh Atula. Atula thì đó là một cái vấn đề khác. Atula. Thưa quý vị, rằng nhóm các cái vị cư sĩ này là những người mộ đạo và thường xuyên muốn được cái thính pháp nơi chư tăng, nơi Đức Phật. Và không chỉ đó là có cái tâm để mà cầu pháp, mà các vị cư sĩ này muốn đó là học hỏi pháp Đức Phật ngày dạy nhiều vị khác nhau. Cái điều này nó mang một cái ý nghĩa không phải chúng ta chỉ lựa chọn cho mình một vị giảng sư, một cái đề pháp mà chúng ta có thể học với nhiều vị pháp sư, vị thầy khác nhau để chi. Ý nghĩa Phật pháp, lời dạy Phật thì chỉ có một mà thôi, nhưng cái cách tiếp cận cũng như là cái kinh nghiệm dẫn dắt nhiều vị có cái kinh nghiệm khác nhau. May đâu cái kinh nghiệm của vị này không thích hợp với mình thì cái kinh nghiệm của vị khác là thích hợp với mình. Cho nên nói rằng đó là chúng sanh có nhiều thứ, nhiều loại, và chúng sanh có cái nhiều cái cơ tánh khác nhau, cho nên cần phải học Phật pháp với nhiều cái phương pháp khác nhau. Giống như là các vị chúng ta ở đây, chúng ta học pháp, có nhiều vị thì thích đến học trực tiếp, nghe trực tiếp. Có vị thì không có thích nghe pháp, ngồi thụ động, mà muốn tham gia là cái lớp học, có thể nêu thắc mắc cũng như là hỏi thêm về cái vấn đề mình quan tâm. Rồi có vị thì không thích nghe pháp,
ngồi thụ động mà cũng không thích đến lớp học để là ồn ào, thì tiếp cận với Phật pháp bằng đó là những cái quyển kinh, quyển sách được viết bởi những cái ngài thiền sư, những cái ngài pháp sư chia sẻ về cái phương pháp cũng như là kinh nghiệm tu tập. Thì đó là những cái cách mà người học Phật chúng ta có nhiều cái phương pháp để mình tiếp cận. Thì nhóm các cái thiện nam này đó, cũng có một cái sự mến pháp, cầu pháp và muốn học hỏi nhiều cái cách tiếp cận với Phật pháp cũng như là kinh nghiệm tu tập khác nhau. Thì đầu tiên đó, các vị này đến hỏi giáo, muốn được nghe pháp từ một cái vị tên là Revata. Ngài Revata, chúng ta ôn lại tí xíu, ngài là người em của ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất. Và đặc biệt cái hạnh của ngài Revata thì ngài rất là thích độc cư, ngài thích yên tĩnh. Chúng ta nhớ ở trong câu kệ ngôn pháp cú số 98 là chúng ta có học về ngài Revata. Ngài sau khi xuất gia, ngài thích ở trong những cái nơi rừng thẳm, những cái hoang vu, chứ ngài không có ta đi đến những cái hội chúng. Thì khi mà nhóm cư sĩ này đến hội pháp đó, thì ngài không có giảng thuyết, ngài không có hướng dẫn, mà ngài chỉ làm thinh. Dạ, ngài chỉ làm thinh. Cũng giống như là đến chúng ta đến học Phật pháp, đến một cái vị mà có không có mà chỉ thích không có muốn giảng giải, mà chỉ thích ngồi yên tĩnh để mà hành thiền, để mà thực hành đó. Thì các vị Phật tử mà đến hội pháp hay là học Phật pháp với những vị đó thì chúng ta sẽ không có được cái như là ý nguyện, bởi vì vị đó thích đó là ngồi yên lặng trầm tĩnh, ngồi yên lặng trầm tĩnh. Thì cái nhóm những người cư sĩ này lại muốn được nghe pháp, cho nên đã xin phép đi học Phật pháp đến vị khác, đó là ngài Xá Lợi Phất, ngài Sariputta. Và khi mà đến học Phật pháp với ngài Xá Lợi Phất thì quý vị biết rằng ngài là một cái vị tướng quân chính pháp, ngài có những cái đề pháp rất là thâm sâu, như là về Abhidhamma, về đề pháp vi diệu tạng. Thì với cái đề pháp đó ngài không thể nào nói một cách vắn tắt được, bởi vì cần có cái sự giải thích rộng rãi cũng như là những cái ví dụ đi kèm. Giống như bây giờ mà chúng ta đến học Abhidhamma ở những cái vị giảng sư thì chúng ta sẽ thấy rằng không bao giờ một cái lớp học ngắn 15 nửa tiếng đồng hồ, 15 phút nửa tiếng đồng hồ, mà phải kéo dài hàng giờ, hàng tuần, hàng tháng để mà tiếp cận với cái đề pháp Abhidhamma. Cho nên những cái người cận sự, những cái người Phật tử này, nhóm người cư sĩ này lại không có đủ cái sức kiên trì, cũng như là không có thích hợp để mà nghe những cái đề pháp sâu vi diệu của ngài Xá Lợi Phất. Tiếp tục lại xin phép để mà đi học hỏi Phật pháp đến vị khác. Thì lần này á, nhóm cư sĩ này đến học Phật pháp với ngài Ananda. Ngài Ananda. Thì quý vị biết rằng ngài Xá Lợi Phất, ngài Ananda, ngài Mục Kiền, ngài Moggallana, ngài Mahanama, vân vân và vân vân, tất cả những vị này đã từng, quý vị hãy nhớ là các vị này đã từng thuyết pháp giảng đạo và tiếp độ rất rất là nhiều người, nhiều cấp độ trí thức,
cũng như là bần hàng khác nhau. Nhưng mà đối với cái nhóm cư sĩ này đó, họ có một cái yêu cầu muốn nghe theo cái ý của họ. Cho nên khi mà tiếp tục gặp Ngài Ananda, thì Ngài Ananda thì Ngài là gần gũi, Ngài rất là gần gũi. Ngài giảng cho nghe những cái đề pháp rất là căn bản nha, căn bản. Ngài giảng cho nghe về những cái đề pháp rất là đời thường ở trong cuộc sống. Thì nhóm cư sĩ này lại không ưng, tiếp tục là không ưng. Thì bây giờ đã ba lần thử để cầu pháp mà không học hỏi được gì, thì cuối cùng nhóm cư sĩ này mới quyết định là đi đến học hỏi Phật pháp nơi Đức Phật, mà nơi Đức Phật. Thì khi đến Đức Phật thì Đức Phật Ngài không có trực tiếp, Ngài không có làm theo yêu cầu, cũng như là chọn một cái đề pháp để mà giảng cho nhóm cư sĩ này. Vì Ngài biết rằng cho dù Ngài có nói cái đề pháp gì đi chăng nữa thì cũng không ngoài cái khả năng đó là nhóm cư sĩ này lại tiếp tục không có đồng ý. Không đồng ý ở đây không phải là không có đồng tình với cái lời mà các vị giảng dạy, mà là không có thích hợp với cơ tánh của mình. Cho nên Đức Phật Ngài biết được cái nguyên do, cái căn gốc, cái lý do tại sao mà cái nhóm cư sĩ này đang bị vướng mắc, đang bị vướng mắc. Lúc đó thì Đức Phật Ngài mới khéo léo, Ngài mới khéo léo, Ngài mới dẫn chứng về ba cái trường hợp mà nhóm sĩ này đã đến học Phật pháp ở Ngài Rêu Quá Tá. Thì Ngài trầm tĩnh, giữ im lặng. Ngài Xá Lợi Phất thì giảng dạy rộng rãi. Ngài Ananda thì giảng dạy ngắn gọn. Thì Đức Phật Ngài nói rằng ba trường hợp này đại diện cho ba cái tiêu chí để mà học Phật pháp, nhưng đối với nhóm cư sĩ này lại không có phù hợp, và thường đó là tỏ ra không có như ý nguyện, bất tội nguyện. Thì Đức Phật Ngài mới nói cho nhóm cư sĩ này nghe rằng ở thế gian này khi mà một người phát biểu nói ít cũng không có vừa lòng cho một số người, một người phát biểu nhiều cũng không có vừa lòng cho một số người, một người không có phát biểu giữ im lặng cũng không vừa lòng cho một số người. Thì như vậy cái vấn đề là nằm ở đâu? Cái vấn đề là nằm ở đâu? Cái vấn đề là nằm ở chỗ đó là mình luôn khởi lên cái bất tội nguyện, khởi lên cái bất tội nguyện. Ngay cả cái việc đó là đối với vật vô tri như là quả địa cầu, mặt trăng, mặt trời, hư không, hay là ngay cả Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, là một vị toàn giác, thì cũng không tránh khỏi là không vừa ý một số người. Cho nên cái điều đó là một cái điều hiển nhiên, một cái điều hiển nhiên. Và nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở đó thôi đó, thì cái lời Đức Phật Ngài muốn sách tấn cho nhóm cư sĩ này là chưa đủ, cho nên Ngài mới nói thêm. Cho nên chúng ta sẽ có đến 4 câu kệ. Ngài mới nói thêm rằng đó là sự khen hay là sự chê hay là sự bất tội nguyện đó của cái người ngu si á, thì không có giới hạn. Một số người thì khen, một số người thì chê. Một số người thì khen, một số người thì chê. Và đối với cái người mà phàm phu đó, đối với cái người phàm phu còn phiền não đó, thì coi như là
muốn chê lúc nào chê, muốn khen lúc nào khen. Nhưng chỉ có khi nào mình nhận cái lời chê là lời khen mà cần quan tâm, đó là những cái lời phát ra từ những bậc trí thức, những bậc trí thức, những bậc trí giả, thì lúc đó cái lời khen hay là cái lời chê mới có giá trị. Thì sau khi Đức Phật Ngài phân tích cho cái nhóm năm nhóm cư sĩ này nghe về cái việc khen chê, cũng như là cái lời nào, lời khen nào, cái lời chê nào cần bỏ ngoài tai, cũng như là cái lời khen nào, cái lời chê nào cần được tiếp thu, thì sau khi được sắp tấn bởi cái lời dạy của Đức Phật thì nhóm cư sĩ này đã liễu ngộ, cũng như là đắc được quả đạo quả tu đạo quả. Đây là một cái bài học phải nói rằng chúng ta học rất nhiều lần, từ nhỏ chúng ta đã được giáo dục từ ông bà cha mẹ cho đến trường lớp thầy cô giáo, chúng ta được giáo dục rất là nhiều lần về cái sự khen chê, hay là thị phi của cuộc đời. Nhưng chúng ta vẫn và còn mắc sai lầm khi mà đối diện với những cái lời khen, lời chê hay là thị phi của cuộc đời. Bởi vì sao? Chúng ta phải hiểu bởi vì sao mà chúng ta bị thất bại nhiều lần như vậy. Khi nào chúng ta hiểu tại vì sao chúng ta bị thất bại như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái bài học kinh nghiệm để mà khi bị khen hay là được bị chê hay bị được khen thì chúng ta sẽ có một cái cách ứng xử nó phù hợp và nó không gây thất vọng. Cái điều đầu tiên đó là mỗi người chúng ta đều có một cái hy vọng, đều có một cái hy vọng, một cái mong muốn, nhưng cái điều đó nó không thành thì nó sanh cái sự đó là gọi là bất tội nguyện. Và chính vì cái bất tội nguyện, nguyên nhân gốc đó là chúng ta đang xem trọng bản thân mình, chúng ta muốn mình được tốt, muốn mình được cái này, muốn mình được tiền của, muốn mình được công danh sự nghiệp. Chúng ta bắt nguồn từ cái ta, cái tôi, muốn được và khi không được sẽ trở thành bất tội nguyện. Và cái trường hợp thứ hai là chúng ta muốn và nó được thì sao? Không bao giờ chúng ta chịu dừng lại, chúng ta tiếp tục mong muốn tiếp, tiếp tục mong muốn tiếp. Giống như là một cái ví dụ vui ở trên mạng xã hội đó, một cái người đi bộ ở trên đường vì anh ta không có cái tài sản gì hết, anh ta đi bộ trên đường anh ta cảm thấy rất là mệt mỏi. Bởi vì sao? Bởi vì anh ta nhìn qua đường đó, anh ta thấy có một cái người đang cởi trên một chiếc xe đạp và anh ta mong muốn mình cũng được một chiếc xe đạp. Nhưng mà cái người đi bộ đó không có biết rằng cái người đang cởi trên một chiếc xe đạp là cái niềm hy vọng mong muốn của anh đó, cũng có cái mong muốn là cởi trên mình một cái chiếc xe gắn máy. Và cũng tiếp tục như vậy, cái người đang cởi trên chiếc xe gắn máy cũng đâu biết rằng đó anh ta cũng có mong muốn là đi lái một cái chiếc ô tô. Và người lái được chiếc ô tô đó, xem như là cái ước muốn coi như là được nhiều người mong mỏi, nhưng mà chính bản thân người đó lại mong muốn lái một cái chiếc ô tô xịn đắt tiền. Thì như vậy cái câu chuyện người ta làm cho chúng ta mường tượng ra đó là
Khi chúng ta bắt đầu bằng bản thân mình, cái tôi, cái ta, và mong muốn được cái này, cái kia. Thứ nhất, muốn mà không được thì trở thành bất tội nguyện. Và khi mà muốn mà được thì chúng ta lại không dừng lại và tiếp tục mong muốn tiếp. Thì cái quá trình đó, thưa quý vị, cái quá trình mà muốn được và muốn không được, nó sẽ tiếp nhận cái lời chê và cái lời khen của những người khác. Quý vị chúng ta để ý, cái quá trình đó chúng ta sẽ bị xen lẫn những cái lời khen, những cái lời chê của những người khác. Chúng ta gọi chung đó là những lời bình luận của số đông. Và khi mà chúng ta bị lôi, bị cuốn vào những cái lời bình luận của số đông đó, thì sao? Thì có những cái lời khen làm cho mình mát dạ, và chúng ta tiếp tục mong muốn tiếp, tiếp tục mong cầu tiếp. Và chúng ta bị lôi cuốn vào những cái lời chê, những cái lời chê hoặc thậm chí là những cái lời khinh bỉ, thì chúng ta lại bất mãn. Chúng ta lại bất mãn. Cho nên á, cái nguồn gốc bắt đầu đó là chúng ta quá xem trọng bản thân mình. Chính vì vậy chúng ta quá xem trọng bản thân mình, chúng ta cho tất cả mọi thứ đều liên quan đến mình. Hay là cái tôi, cái ta đó, nó bắt đầu từ cái tôi, cái ta. Và khi có cái gì chạm đến, ảnh hưởng cái tôi này, cái ta này, thì chúng ta sẽ có một cái phản ứng. Chúng ta sẽ có một cái phản ứng. Bởi vì cái thị phi là sự bình luận, nhận định từ cái số đông, và cái số đông này không phải là một cái thước đo, không phải là một cái thước đo chính xác. Bởi vì số đông này là những người cũng như mình mà thôi, cũng là những người tham sân si, cũng là những người thích cào bàn phím, cũng là những người thích bình luận cho đã. Thì khi mà chúng ta bị ảnh hưởng, bị tác động bởi thị phi vào cái tôi, cái ta, thì chúng ta sẽ có một là sanh cái tâm là khoái ý, hai đó là sanh cái tâm bất mãn. Sanh cái tâm bất mãn. Bởi vậy đó là những cái vị mà có thể đối diện với cái thị phi, cái lời khen, cái lời chê, thì chúng ta gọi chung là cái thị phi, mà giữ vững được cái nội tâm của mình, giữ vững được cái lập trường của mình, thì cái người đó ít có bị tác động. Tịnh Đạt muốn dùng là cái từ ít có bị tác động, chứ không phải là không bị tác động. Có bị tác động một phút, một giây, hoặc là một giờ, nửa ngày, nhưng rồi nó lại lắng xuống. Nó không làm cho người đó quá là vui để mà cuốn theo, hoặc quá là buồn để mà ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh. Thì đó là những người có cái lập trường, có cái tư duy, có cái nhận thức rõ ràng. Và cho đến khi nào chúng ta gọi sạch những cái tham sân si, thì ngay khi đấy thì chúng ta sẽ không còn bị ảnh hưởng nữa, như là Đức Phật, như là những cái vị thánh tăng. Quý vị còn nhớ đó là ngay cả Đức Phật, Ngài đừng nói chi là những đệ tử của Đức Phật, Ngài còn bị cái thị phi, lời khen và tiếng chê. Chắc chắn là như vậy. Ngay một cả một vị toàn giác, một vị chánh đẳng chánh giác, không chỉ là cái lời khen và cái lời chê không, mà có những cái hành động, mà cái hành động để mà hãm hại một cái vị chánh đẳng chánh giác, phước báo vô lượng.
thì chúng ta không có là cái gì cả. Chúng ta đừng có đấu đá để mà giành lại cái quyền đó là được khen hay là bị chê, hay là chứng minh mình không có bị ảnh hưởng bởi cái tiếng chê hay là khen, mà chúng ta hãy quay lại chính mình. Quay lại chính mình, chúng ta xét rằng cái việc làm đó của mình ấy, nó có hợp đạo hay không, và cái lời chê hay là cái tiếng khen đó nó xuất phát từ ai. Nếu như từ một cái vị chân tu, một cái vị muốn, một cái vị mà là chân tình muốn được có cái sự là cải thiện ở những cái lỗi lầm, hoặc là những cái vị chân tình, những cái người bậc chân tu muốn mình được phát triển trên con đường đạo đức, thì cái lời khen hay là cái lời nhận xét về phê bình đó mới có giá trị. Chứ chúng ta đừng có đánh đồng, tức là bỏ ngoài tai các cái thị phi, như vậy thì không nên. Bởi vì trong những cái lời khen hay là những cái lời chê, mà chúng ta gọi là những cái lời mà phê bình để cho chúng ta nhận ra cái lỗi lầm, con người thì ai cũng có lỗi lầm, mà cái người mà dám chỉ cái lỗi của mình để mình cải thiện tốt hơn thì rất là hiếm. Những người đó là những người phải nói là có cái tâm từ với mình, những người chân tu hoặc là những người bạn bè rất là chí tình, không sợ cái người bạn của mình giận, không sợ cái người bạn mình không có chơi chung nữa, mà dám nói ra những cái lời khó nghe để chi? Để cho cái người đó cải thiện, chứ không phải là cái thị phi của những người thiên hạ họ nhận định phê bình để thỏa thích cái lời nói của họ, hoặc là họ có một cái ý không tốt để mà hãm hại, để mà dìm đắm mình, không cho mình phát triển, thì đó là một cái cách rất là phải tỉnh táo để mình nhận định đâu là cái thị phi mình cần bỏ ngoài tai, đâu là cái việc đó là cần phải tiếp thu. Đó là một cái khả năng, đó là một cái khả năng, thưa quý vị. Cái khả năng đến từ đâu? Đó là một cái khả năng chúng ta sống bằng chân tình thì chúng ta sẽ được đón nhận bằng cái chân tình. Khi mà chúng ta muốn nhận định phê bình hoặc là có cái lời để mà nâng đỡ, làm cho người đó có thêm cái sức mạnh, thì chúng ta phát từ cái chân tình. Khi mà mình có cái sự chân tình đối đãi với người khác như vậy thì chúng ta sẽ nhận được cái chân tình từ người khác, chắc chắn là như vậy. Qua cái bài học này thì chúng ta phải nói rằng rất rất là hạn chế, rất rất là dè kỹ khi chúng ta có cái lời phê bình nhận định đối với một người. Bởi vì ngoài cái khẩu nghiệp, ngoài cái ác nghiệp về ý mà chúng ta vô tình hay là cố ý tạo ra đó, nó còn có là làm cho cái đời sống của cái đối tượng mà mình muốn nói cho thỏa cái miệng của mình, hay là muốn bày tỏ cho thỏa cái chí của mình đó, thì cái đời sống của họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi vì thấy rằng nhiều người mà chịu nhiều thị phi đó, cái đời sống của họ nó bất ổn lắm. Cho dù sống trong cái nhà cao cửa rộng, cho dù sống trong cái niệm trang nghiêm, nhưng mà chịu nhiều thì phải nói là thà sống một cuộc sống bình dị, giản dị vẫn tốt hơn. Thì đó là cái việc mà Tịnh Đàn muốn phân tích thêm ở trong câu kệ ngôn pháp cú số 229 này. Thật ra thì khi mà nói về cái câu chuyện này đó, thì chúng ta phải tích gộp lại tất cả bốn câu kệ ngôn này. Tuy nhiên thì Tịnh Đàn xin phân tích ngoài lề một tí xíu về cái sự khen chê, một trong tám ngọn gió đời.
Nếu như là một cái người thành công đó, thì chúng ta sẽ đứng vững giữa cái ngọn gió khen và chê này, hay nói chung là cái sự thị phi của thế gian. Và một cái người thành công đó, trong công việc, ở trong học tập cũng như là trong cái phương pháp tu hành của mình đó, là một cái người luôn tỉnh táo trước những cái nhận định từ cái đối tượng nào, xuất phát từ cái người nào, xuất phát từ người nào, chứ không phải người nào cũng như người nào, cái lời phê bình nào cũng như lời phê bình nào, thì chúng ta sẽ không có lập trường, và người không có lập trường thì không có đi xa được. Cái gì hôm nay thì chúng ta nghe là thích, nhưng mà xíu một người khác lại bình luận là cái việc đó cũng không có gì quá hay, thì tự nhiên lại chúng ta buồn. Cái người dễ buồn hay là cái người dễ vui là những người rất là dễ chịu tác động bởi thị phi. Cho nên chúng ta cần phải rèn luyện cho mình một khả năng sáng suốt để mà nhận định rõ cái lời phê bình đó nó xuất phát từ cái người nào. Nếu mà chúng ta có được những cái người mà bạn chân tình hay là những bậc chân tu mà khuyên giải hay là sắp tấn mình, phải nói là một cái hạnh phúc rất là lớn trong cuộc đời. Thì câu kệ ngôn Pháp Cú số 229 này nằm trong bốn câu kệ ngôn liên quan đến cái tích truyện duyên sự của nhóm cư sĩ với vị trưởng nhóm là Atulat. Nội dung của câu 229 này nói về cái việc đó là chúng ta phải nhận định rõ ràng cái lời khen, cái lời chê xuất phát từ cái người nào. Ở trong đây đó là nói về hai cái vế. Thứ nhất là cái người khen, tức là bậc phi nhu, bậc có bậc trí thức, bậc trí giả, tức là những bậc đã diệt được các cái tham sân si. Và khen là khen những cái vị có giới, có trí tuệ, có sự sáng suốt, có những cái hành vi không lỗi lầm, là cũng là những vị không có còn phiền não tham sân si. Thì đây là một cái bài học mà chúng ta cần rút tỉa kinh nghiệm cho bản thân mình. Tình này xin được kết thúc cái buổi chia sẻ này ở Nguyện Hồn Pháp Cú số 229. Kính tri ân chư tăng và toàn thể quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Mong rằng tất cả các quý vị luôn được sự an tấn hóa, thành tựu những điều như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời trở lại với chính mẹ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho luôn chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thượng tọa minh hạnh. Bồ Tát Sắp Bồ Tát Lăng Ra Khăn Tu Sắp Bồ Đề Quan Sắp Bồ Bồ Đề Nư Pha Vệ Na Sa Ra Sở Thi Bồ Quan Tu Tề Bồ Tát Sắp Bồ Tát Lăng Ra Khăn Tu Sắp Bồ Đề Quan Sắp Bồ Hàm Ma Nư Pha Vệ Na Sa Ra Sở Thi Bồ Quan Tu Tề Bồ Tát Sắp Bồ Tát Lăng Ra Khăn Tu Sắp Bồ Đề Quan Sắp Bồ Sang Kha Nư Pha Vệ Na Sa Ra Sở Thi Bồ Quan Tu Tề. Tới cái hạnh phúc anh có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, ca sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
và sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Ya de wa ta sam ti vi ha ra wa si ni tu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na ba wan tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang da le thề ra cha ma cha na wa ca cha vit ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha it sa ra sappana buta sukita pawan tu te chala buta ye pi chanda sambawa samseda chata akavo papatika niyani kang thamma wa sangpatit jate sappe pi dukha sakaron tu sangkhayang tha tu chi rằng sa tăng thầm mô thầm mát tha đà cha bút ga la sẵn khô hồ tu sa mắc vô quá a tha giá cha hi ta giá cha âm hề ra khăn tu sắc thầm mô sắp bê bi thầm ma cha ri nô vút thêm sâm pa phu ni ya ma thầm ma ri ya ba huê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp.